mớ cá thò lòi các bạn. Mà hôm nay anh em được tới 9 con rồi nha anh em. Chào các bạn nha, chào các bạn luôn nha. Cũng hứa các bạn là từng cố gắng gian clip nhưng mà nay cũng đã từng rồi đó. Anh em sẽ trở lại nha anh em. Hôm nay mưa mới tạnh nha anh em. Hy vọng là giạt hôm nay nó sẽ nhiều và nó sẽ dạng nha. Mưa nó lạnh đó anh em. Thì bình thường thì mấy đợt trước thì giạt nó chưa có nhiều. Hy vọng bữa nay thì giạt nó nhiều, anh em sẽ bắn được nhiều pha nha anh em. Okay. Tại vì giặt nó ít quá rồi anh em mình bắn được có mấy pha, anh em làm thịt cho anh em xem thôi. Đi chủ yếu kiếm 10 con đi. Bữa hơn còn thiệt ngày hơn 10 con. Rồi lắp vô thôi. Lắm anh em ơi. Lắm. Lấm một em các bạn ơi. Yes. Rồi, chọn gì nữa coi. Ô lên lên đây. Nè, lấm lên bán, lấm bán. Chụp. Đây các bạn. À, anh em mình con vẹt đang bay các bạn. Thì anh em mình mới ra thì một con kia nó bay. Chứ qua đây thấy con này anh em mình hạ luôn. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Chắc con này chạy cánh quá ha. Chạy cánh. Rồi ok, vô luôn hắn ơi. Tối nay anh em mình sẽ về kiếm lẩm một mà không biết hôm nay làm món gì nữa ta. Con ngày hôm nay sẽ được nhiều vàng các bạn. Rồi anh em mình là tiếp tục let's go các bạn. Quá sớm rồi. Vừa hạ con kia xong mà anh em mình hạ con này nó toàn. Mở con khác. Lắp. Rồi quay cái đèn quánh cái này. Cắn rồi. Cắn hả? À đây cái bị con vẹt tấn công rồi nha. Cắn là cái mới tấn công vẹt xong rồi bị vẹt tấn công lại liền các bạn ơi. À pha này mình thấy rõ ràng là tuột sình lên chúng anh em. Thằng Mai anh em ơi. Quá im với em, hai con. Trong vòng 5 phút rồi anh em mình hạ được hai con các bạn. Quá hên luôn, quá may mắn. Hai cái chục ký rồi. Vô. Chụp đi. Lộn rồi hết rồi cái ơi. Thì nhân dịp buổi tối ngày hôm nay thì anh em mình được 3 con các bạn. Quá trời phấn luôn kìa. Con này nghe cổ rồi chết ngọt. Chụp nè. Con này ban đêm mà quay con này bắn đang bay nhưng mà hơi xa. Không biết quay có thấy không thì để về mình lại đếp thì coi thấy không các bạn. Chú anh em cầm nữa nặng không? Anh em cầm nữa coi. Trời ơi. Nặng dữ á. Ký gửi á. Ok. Tiếp tục các bạn ơi. Quá khủng nè. Ba con. Đây à, nháo nè. Đây. Chúng rồi. Gãy cánh nè. Lên.
lên. Thẳng luôn, hắn ngay cái lỗ nè. À, đây mình hạ được con vạc nữa các bạn. Con này bắn cũng khá là xa nhưng mà nó gãy chốt cánh đấy các bạn. Dạ, nó ghé lên chảnh kiếm nó nha. Có, mình sẽ quay tiếp các bạn xem nha. Thì giờ anh em mình cũng rước khanh này kéo xuống rồi các bạn. Thì sau hồi tìm kiếm trên cái bãi cao này thì con vạc nó chạy mục tiêu rồi các bạn ơi. Gãy chốt cánh nó chạy dữ lắm. Giờ anh em mình cũng tiếp tục tìm vạc khác các bạn. Thì anh mình là Khánh Sky, mình hạ được con vạc đang bay nữa các bạn. Nhưng mà con này vô heo không kịp các bạn ơi. Vừa qua cầu này là tới nó rồi. Nó bay lên cái bắt ngờ quá, bắn rớt luôn. Rồi, đây anh em mày con thứ tư của anh em mình nha. Ok, là nãy giờ anh em mình được 3 con bay mà rất tiếc là con này quay không kịp các bạn ơi. Quá tiếc nói luôn. Rồi, ok giờ tiếp tục các bạn. Cho hỏi cái nhiều vạc quá. Anh chào hết đây nữa. Rồi tiếp tục các bạn. Quá đã luôn. Lắm. Ủa vậy? Yes. Lắm hàng. Thanh đang ké bị chim lây rồi. Ủa chỗ đâu vậy này hay nha. Có thương bao. Thì mà anh em mình cũng hạ được con vạc đó các bạn. Con này thì nó đậu ngay cổ luôn các bạn. Để luôn vậy anh. Trời nặng. Nặng quá trời luôn các bạn. Để anh ké chống cái ghe đằng cái mình bỏ vô nha. Ngay cổ rồi. Xâm tay chỗ. Khủng luôn. Đúng là vạc thì nó nặng với lại nó thập nó nhiều hơn cò các bạn. Nên bắn vạc thì cảm xúc như lắm nha, như bắn cò ban ngày á. Vạc thì bắn cò bắn vạc tim như bắn cò ban ngày á các bạn. Con nha các bạn. Nằm tới xíu. Chính thức là anh em được 6 con nha các bạn. Nằm luôn nè. Ôi. Ôi con này cũng mập luôn các bạn ơi. Con này cũng mập luôn như con heo vậy. Hơn nửa ký không. Trời ơi con này đẹp gái vậy anh em. Còn cái cù lẫn không vậy ta. Đẹp gái gì lên ngáo. Bạn tao con em ơi. Anh đang kia toàn quá. Bị vậy không đó anh em. Anh gái gặp toàn dây càng tặc không. Anh gái chơi là thương binh liệt sĩ mà. Anh gái là chỉ chơi với thương binh liệt sĩ thôi nha. Tại vì bữa hổm anh kẻ cũng bắn lên bắn dí đường vạc cột cái cánh đó nè. Bữa nay anh kẻ làm lại còn vạc gãy chân nữa. Chú thiên binh này. Lại chứ. Đây đây và tiếp tục các bạn ơi. Đúng. 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 Con nó chúng nặng rồi đó. Trời ơi, nổ lớn vậy mà không si ta. Ghế canh ơi. Lại với lưng nhau. Hoặc là tấu hài. Dạ, tấu hài các bạn. À, mình chưa ra đạn là thánh đăng cá là trúng rồi nha. Đi hịch cái con nãy mình bắn quay không được luôn. Rồi, gớt luôn các bạn. Bả luôn phụ. Bự không? Mở dạng cái ha. Dạ, bông. Bông. Rồi, ok. Thì trong nhân dịp buổi tối ngày hôm nay thì con thứ 7 của anh em cả nhà. Quá chưa chứ. Rồi, vô học luôn các bạn ơi.
quá đẹp. Và nãy giờ 4 con đang bay luôn nha các bạn. Vũ anh không dữ hả? Đang bay gớm luôn. Thì có anh Chính Cá anh theo dõi cuộc hành trình bắn đang bay của anh em mình luôn các bạn. Thấy bắn rất cổ gàng luôn. Rồi và anh em mình cũng tiếp tục luôn các bạn ơi. Chúng trời ơi chúng cánh. Quá đẹp. Chết. Quá đẹp. Woo. Đó rồi các bạn. À một con đang bay nữa các bạn. Đánh chưa? Đánh chưa? Ít-men, đàn ông đích thực. Cái con này cá xà quý vị thấy không các bạn? À nãy giờ anh em mình hạ cũng được 5 con đang bay nha các bạn. Yes. Kỷ lục, kỷ lục. Kỷ lục bắn phạt đêm 5 con đang bay. Bữa không? Phải có sình non trong á. Quay cái đèn bên kia coi. Quay cái đèn bên đây coi. Giặc này giặc hoàng đế gì anh em ơi? Tỉnh không, tỉnh không? Tỉnh, tỉnh, tỉnh. Nè nó có 3 cái lông đầu đó anh em. 3 cái lông đầu này các bạn. Giặc hoàng đế rồi. Giặc vua. Để mình rửa cái mình cần như độ. Rửa là lên 2 kg đó thì hâm nước nữa. Vô các bạn. Tiếp. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Thì đường con giặc bay khá là đẹp đó nha. Ban đêm thì mấy con này bắn hơi xa mà không biết quay thấy không nữa thì để về làm video biết được các bạn ơi. Rồi giờ anh em mình sẽ tiếp tục kiếm tiếp những chú giặc tiếp theo nha. Rồi let's go các bạn ơi. Bây giờ mình anh em mình đi bắn giặc thì cậu mình đi sau cũng được mớ cá thò lòi nha các bạn. Nhiều quá. Bây giờ còn nhai khá bự nè. Ngon á, cái cá này ở dưới miền Tây anh em thường hay bắn nè. Nó bự bự. Nhiều. Nhiều quá làm gì vậy? Không quay lụm lụm xong. Chứ giờ làm gì giờ nhiều quá biến nhỏ quá. Rồi anh em ơi thì anh em mình cũng đã về đến căn cầu quen thuộc của anh em tụi mình luôn nha. Thì hôm nay là anh em mình bắn là như kiểu như là khủng nhất là từ trước tới giờ anh em mình đi bắn giặc nha. Dữ nhất là được có 5 con anh em. Mà hôm nay anh em được tới 9 con rồi nha anh em. Nãy anh em mình đầu video mình có ước là 10 con nhưng mà nó bị gãy chóp cánh nó xảy hình con, nếu mà con được con đó là đúng 10 con luôn nha anh em. Là điều ước của mình nó xém thành hiện thực anh em. Thì 9 con cũng khá là dữ anh em. 9 con giặc này mình đón tầm khoảng nhiêu ký? 9 con tầm 4 ký mấy. Cho con có thể 5 ký. Cho con nửa ký. 6 lạng thôi. Cho con nửa ký đúng không? Thì 9 con thì tầm 4 ký mấy, cho 5 ký thôi là ok. Thì một số giặc này anh em mình chắc chắn là ăn sẽ không hết rồi anh em. Mình sẽ chia cho người con mấy gì đó em về. Thôi giờ mình bắn phạt nhưng mà mình ăn cá đi. Cá cũng quá trời luôn nè. Ăn cái cạo đầu luôn á. Không cạo rồi. Đó là video anh thấy chủ nhà cạo đầu. Rồi thì anh em mình sẽ xuống lại nhổ lông 9 con này chắc trong tầm tiếng mấy nữa anh em sẽ quay lại quay tiếp cho anh em cùng xem nha. Thì hôm nay anh em sẽ tiếp tục cuộc hành trình nướng lưu tiếp nha các bạn. Thì anh Linh ngáo này sẽ máng vô cái lưu các bạn. Máng để quay lưng ngoài. Ngày nướng cả mấy tiếng nữa thánh cả? Một tiếng
15 phút có được hả? Một tiếng, một tiếng rưỡi, nửa tiếng á. Anh em mình sẽ nướng 4 con nha. Thì ba anh em mình với ông cậu nó sẽ là 4 người. Anh em mình người một con nha các bạn. Nướng lu thì khỏe hơn mình nướng kiểu kia. 4 con. Đây. Giờ anh em mình sẽ đợi chín này thưởng thức các bạn. Cái này có quết lên không Linh? Có, lát khô cái mình quết kìa. Quết lên cái nữa cho nó thấm vị các bạn. Làm gì hết anh cá? Còn mấy cái mề nữa hả? Mấy cái mề gan. Còn nhiêu đây anh em mình sẽ chia mỗi người một con để đem về xào ăn cơm mấy các bạn. Quả anh em ơi. Rồi, anh em mọi người con nha. Con này ơi. Đây, nhỏ thôi. Khánh này đi. Ok, để đây con. Nè cầm. Cầm luôn hả? Dạ, quá đã luôn các bạn. Quá đã luôn. Con này ơi. Rồi, ngon luôn. Rồi, mời các bạn cùng ăn vịt với anh em mình nha. Xé à. Ơi, từ từ. Anh. Cái này lạ lắm. Chín rồi anh em ơi. Chín không? Chín tới gáo luôn. Ngon. Mời anh em nha, mời anh em cho cánh này giòn lắm anh em. Mới nướng lu rồi nó giúp nó giòn khói anh em lắc mình nha cho mình ăn. Chấm tới gáo luôn hả? Giờ mình hôm nay bắn thì cũng đỉnh á, nhưng mà ý là anh em mình bắn đỉnh cho nó mình nha. Mà tại giờ trời khuya quá không còn gì chấm anh em, chấm nó đỡ anh em ơi. Bắn mà. Lớn quá. Dạ. Giống giống á. Sao cậu? Không đi bắn mà ăn ngon chứ cậu? Ngon. Không đi bắn về ăn cá mới ngon. Quá đã luôn. Trời ơi. Mời các bạn ăn vặt nha. Chúng mình khánh kể các bạn. Ôi. Mời các bạn nha. Mặn không cậu? Vừa ăn. Vừa ăn luôn. Dạ rồi. Chấm miếng dầu mỡ nữa. Ngon. Chín rồi bữa. Chín mất luôn. Rồi, mời bạn ăn nha. Nướng không chín. Ngon quá. Thịt bò nè. Ngon luôn kìa. Trời ơi. Ngon quá đã luôn. Ngon. Ra. Xem kìa. Chặt đi. Ngon bò. Quá ngon rồi. Anh em nha, anh em cái đùi vạc nha nè. Tới chỉ người Mỹ. Người Mỹ là vậy vậy. Người nào cũng Mỹ. Người ăn con anh em. Quá đã.